tôi đánh giá rằng cái bước quả cái đầu đã rất là tốt, nhưng bên cạnh đó cái khắc phục còn những cái hạn chế và tồn tại mà tại cái cơ quan của Ủy ban tỉnh nhận được nhiều cái phản ảnh của người dân, cái cán bộ công chức chưa tận tụy phục vụ người dân và hướng dẫn người dân phục vụ để đáp ứng được yêu cầu cái mục đích và ý nghĩa đề ra trong cái cuộc cải cách hành chính, còn làm phiền hà cũng nhiều rồi sự tiếp đón chưa là ăn cần. Do đó mà chúng tôi thấy cần phải thiết chế một cái mô hình mới, một cái hoạt động mới thuận lợi hơn cho người dân đi đến các cái cơ quan để làm cái thủ tục hành chính. Thì chỉ có thấy cái mô hình là cái bưu điện trong thời gian qua là chúng ta làm thí điểm rất là tốt. Tốt cái việc thứ nhất là cái quan hệ giao dịch có thể là giữa nhân viên bưu điện tại nhà hoặc đến tại cơ quan bưu điện thì nó được tiếp nhận cái sự cần thiết, sự ăn cần hơn là đối với một cái cơ quan công quyền. Cái thứ hai nữa là những nội dung hoạt động của cái cải cách thủ tục hành chính không phải nhất thiết là cái cơ quan công quyền nhà nước làm, mà chuyển giao những cái dịch vụ này đối cho các doanh nghiệp để phục vụ cho người dân tiện ích là có khả năng đi tới nhà rồi làm thủ tục, kê khai thủ tục rồi đó. Tất cả các khâu còn lại là nhân viên bưu điện đến các cái cơ quan công quyền để làm cái thủ tục hành chính, sau đó trả cái kết quả tại nhà hoặc là tại cái bưu điện của cấp xã mà do người dân yêu cầu. Có như vậy, thiết chế như vậy thì có sự kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở và phê phán những cái hạn chế tồn tại. Nhân viên bưu điện giao cho một cái cơ quan có thẩm quyền thì giải quyết để đúng thời gian theo quy định. Còn nếu mà đúng không đúng thời gian quy định thì người ta nhận hồ sơ lại đó, người ta phát hiện là ngay bưu điện, là nhân viên bưu điện là không tốt, thì nhân viên bưu điện là do lỗi ở đâu, là do lỗi cơ quan các cái công quyền giải quyết chậm thủ tục mà dẫn đến có lỗi nhân viên bưu điện. Chính vì đó là chúng ta qua quá trình kiểm tra phát giác những chuyện đó thì cái sai sót ở đâu để chúng ta kiểm điểm và nhắc nhở, hướng tới là cái phục vụ nền hành chính công, phục vụ cho nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn.